Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình cắm một chậu hoa nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hoa để cắm. Tuần này chứ. 12/5 rồi. Chắc là đợi bà đi làm là cần triển khai đấy. Không, chắc là ra ngoài đấy, em không ấy được đâu. Mình cắm những cánh hoa màu hồng ở phía sau. Nhà như cái mê cung ấy, và hỏi cô dâu ở đâu thì không, ý là kiểu mình lạ, mình đến mình không biết đâu đâu nhà thì nó ngoằn ngoèo lắm cửa các thứ như vậy. Tức là nó ở cái gian tít đằng sau cơ. Ừ, lúc đấy em không vào cùng chị đâu, nó ngoằn ngoằn lắm em ơi, không biết được phòng nào lối nào với lối nào luôn ấy. Thế nhưng người ta dẫn vào đúng không, đây dẫn vào các thứ đúng không, bà cứ đứng bà xỏ tay túi quần xong rồi bà chỉ kia kia kia, cứ vào kia, cứ vào kia. Ừ, cứ như kiểu là đây nhà mình đến rồi, mình biết rồi, biết rồi mình hỏi làm gì. Thế là chị phải tự đi chị mò 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 mãi ngoằn ngoèo xuyên phòng nọ xuyên phòng kia. Ngoằn lắm, chị xuyên vào mãi chị mới tìm được đấy, nó tít ở đằng sau cơ mà. Ngoằn 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 kiểu như mê cung luôn. Thế mới đi lâu vậy chứ, phải tự kiểu tự tìm tự mò ấy. Là cái gian nó nhiều cũng nhiều trường cấp 1 thế nhỉ, cái gian lần trước nhỉ, Nó trường cấp kiểu 1 gì nó sát sát nó nhau. tả lắm, chị chưa thấy cái mô hình như vậy bao giờ. Nó lại bếp, xong nó lại đằng sau nó lại là như kiểu là vừa ngủ vừa bếp cơ. Ừ, đằng trước là bếp, xong đằng sau lại là ở, xong lại là cái gian gì nữa cơ. Rồi nó loằng ngoằng lắm, kiểu nó không ra cái tổng thể xuyên suốt này, mà nó kiểu gì ấy, nó cứ lồi xong lõm lồi ra lại thụt vào. Mình cắm những cánh hoa màu đỏ ở giữa. Thế phát trực tiếp lúc trao vàng thôi. Bà chị phát trực tiếp. Đúng không, mày đánh con gì đấy chưa gì còn gì. Thấy có mẹ lên chào, Đấy, chị xong nhìn rồi là mẹ chưa? rồi, xong rồi chị gái với anh rể với em gái Giống rồi. Em bình chị đang thường, nhìn nó mẹ. giống giống bố nhiều hơn. Đây là phía trước giỏ hoa của mình nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cắm thêm hoa ở phía trước.
Mình cắm những cánh hoa nhỏ màu cam và màu vàng ở phía trước để gió hoa tự nhiên nhé. Anh ấy còn việc của anh ấy. Ngồi bảo là thì có mẹ không biết bao giờ mò về được nhỉ. Mày là phía trước của gió hoa. Ông à? Thế á? Mình tiếp tục cắm thêm hoa ở phía trước. Mình cắm xen kẽ thêm những cành hoa nhỏ màu tím. Chị tưởng anh có xe màu đỏ mà nhỉ? Ừ, bắt đầu em cũng tưởng không, em màu đen. Màu đen à? Còn màu đỏ thì nhầm rồi, màu đỏ là mua cho chị xem hai màu đỏ. Ừ. Hai con màu đỏ màu đen. Đây là chậu hoa khi mình đã sử dụng những cánh hoa nhỏ nhiều màu sắc khác nhau để cắm ở phía trước. Bây giờ mình sẽ cắm thêm một chút hoa nữa ở phía trước. Mình quay chậu hoa ở các góc cạnh khác nhau để các bạn dễ quan sát hơn nhé. Hết thôi em chị, hay là còn có đây không? Tối nay sao ạ? Hôm qua để chó quay lên nhà chân cũng Vậy là mình đã cắm xong chậu hoa. Ừ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chắc lạnh nên là nó để đến hôm chính nó mới đi ấy. hơn. Nhỉ? Hôm qua đâu lắm thầy ngon. Ừ, bọn nó qua đông lắm.